Có mỗi một con dao này thôi à? Vâng. Dao này, thợ này. Này để chú mang ra ngoài chú cắt ra cho. Đấy, ăn cơm xong lại không rửa bát rồi đấy. Tí nữa ăn xong rồi rửa đi nhá. Vâng. Để đây tí nữa ăn cơm xong rồi rửa đi. Cái xô này đựng gì đây? Cái này con mang gáo đi ra ngoài có chỗ nào để cho nó gọn gọn mà. Vùng nồi phải gọn gàng quá chứ. Luộc vào nồi này à? À, có mỗi một cái nồi. Có một cái nồi thôi. Nồi này cháy hết rồi đây. Nấu trứng. Trứng ở đây cháy hết rồi. Mắm muối mỡ để sang bên này. Nhiều chưa? Con phải để gọn vào. Những cái này phải để gọn vào. Cái này để tí nữa chú cắt ra cho. Cẩn thận mèo nó hốc hốc luôn. Đi nữa chú cắt ra thì cắt đi. Những cái đồ này để sang bên này đi. Cái này là cái gì đây? Không biết. Không biết đồ xưa. Đồ xưa. Cái bếp ga này. Nhưng mà không đun lửa thì chắc cũng không sợ mấy đâu. Này cắm cái này cho chú. Rồi, tôi cứ để đi, kể đến cất mang cái này ra. Cái chậu nào hay rửa bát ấy thì cho xuống cái chậu đấy đi. Để chú thái cho. Xong mang đi luộc. Thớt phải chịu rửa đi nó mới sạch được. Nhau nhau. Đó chính là cái chậu này. Mặt nào hay thái thì mặt này à đúng không? Mặt này, mặt này cái gì? Ừ. Mặt này cái gì? Không có cái gì để mài dao à? Quá đó. Đâu? Đây. Cái này cái gì? Ừ. Được, để chú nghiên cứu. Có một cái nó để trong kia. Ừ. Đây. Để thịt ra đây đã để chú rửa chú mài dao cái này. Dao. Mèo muốn à. Ui lạnh thế nhỉ? Mài dao đi. Luộc thịt nhé. Vâng. À thế đi lấy một cái nồi kia ra rửa đi. Lấy nồi ra rửa sạch đi thì nó luộc luôn. Dao này lâu lắm không thấy nước. Lâu lắm không gặp nước. À còn mềm như này. Chưa có thể nắm được những cái này đâu. Rửa đi để chú rửa thớt nữa. Có cái cọ nồi không? Có chứ đúng không? Cứ để đấy. Tạm để chú rửa. Đấy, mỗi lần con nấu xong con phải rửa đi nha. Rửa đi, rửa đánh nó sạch đi. Cái đi nấu trứng à? Nấu trứng nó bị tôm, nó bị thế này nó hay cho lửa bị... cho lửa to quá nó cháy à? Đâu, về đây chú rửa cho nào. Okay. Với lại nó lạnh quá nó cũng đông vào. Còn có mấy cái áo ấm nữa. Có nhiều. Toàn con áo các cô các chú lấy về cho. Ừ. Có cái bá sang một cho. Ừ. Rồi, để đây để tí nữa. Cho thịt vào ta luộc luôn. Để rửa thớt đã nha. Cho chú một tí nước ở đây nào. Đấy, thớt sạch sạch đi tí nữa. Còn thái thịt. Đây, rội nhẹ nhẹ một tí đây cho chú. Ít thôi nha, vừa vừa. Rồi, một tí nữa đi. Rồi, ok.
để cho chú rửa thịt cho. Chú thái cho từng miếng nhỏ. Chú mua toàn là cái này. Cái này, cái xô này đựng da không? Đựng gì? Cái da này thì cho vào bếp nhé. Cái này cho vào bếp đi. Nước lạnh kinh khủng luôn. Sợ nước này luôn. Có ăn được nhiều không? Không. Con mèo này chắc cũng đói rồi. Rồi cứ tạm. Ăn được bằng này không? Nữa nha. Cho đủ. Cho đủ đĩa đi nhỉ. Bằng đấy chỉ ít quá à. Nhiều lắm chung. Bây giờ đi lấy một cái bát to ở đây để cho chú cho vào. Mỗi bữa ăn bao nhiêu thì lấy bằng đấy thôi. Thịt lợn bản đấy quý vị ạ. Thịt lợn này rất là ngon đấy. Thế có rau gì nữa không? Có rau gì không? Đây về đây mà không có cái bát nhựa, có bát nhựa không? Bát nhựa nó to mới được. Đây này, chú cho vào đây xong là có cái túi bóng nào sạch ấy. Con chùm một túi bóng vào đây. Sau là cho vào nó đỡ khô thịt nhá. Con luộc. Chùm vào cho vào đây để chú luộc cái này cho. Con luôn là đây chứ đâu. 12 giờ kém còn chưa được ăn cơm. Đấy, nồi cơm nó sôi. Ê, mùi sắp chín rồi. Nó mới nó thế đấy. Ừ, có khóa ga không đây? Có chứ. Có. Mỗi lần đun thì cho lửa bé bé thôi, đừng cho to quá. Cho to nó chả cháy. Đấy. Chào. Hai thùng mì tôm. 50 quả trứng. Cái này thì ăn sáng đi học. Đấy. Cơm sôi chưa? Thế ăn mỗi thịt thôi à? Thế không có rau gì à? Nhà có rau gì không? Hết rau. Tí nữa chú đi chặt cái cây rau ngót thấp lại cho. Để cao thì nó già nó không mọc được đâu. Để chú đi rửa cái thớt này, tí nữa chú thái thịt cho. Nhấp nhà. Anh mèo là tránh ra đi nào. Anh mèo là chắc cũng đói rồi. Chạy, nhiều chứng thế. Con đi kia ạ. Không. Không vào được đâu. Chắc thôi em cái. Tấu sách thì để ngoài này đi. Vẫn còn trứng ở đây. Còn trứng ở đây. Trứng ở đây. Sạch tiếp đi. Đây còn cất đi, cất hết cái dọn đi nhé. Cái thùng xốp này tí nữa cũng cất đi nhé. Cái thùng xốp này thì cất đi. Hay là để đựng cái gì thì đựng nhé. Đây, lồng gà mì tôm mà tôi đóng lại nữa. Còn cất cái này đi. Cất vào trong nhà cho nó gọn đi nhé.
lại chú ý bắt gọn. Cháu đi xem nào. Lúc nào lấy cái đũa chọc vào cái giá hay thùng này. Chú bảo này, lớn rồi phải học cách tự lập. Đầu tiên là phải sạch sẽ như chưa? Phải sạch sẽ, phải gọn gàng, phải lễ phép. Phải chịu khó học. 12 tuổi rồi mình phải tập mình phải tập trưởng thành, tự lập lên. Lúc nào cũng phải gọn gàng, quần áo phải sạch sẽ, cơm ăn xong phải rửa bát. Cái này để dưới này cũng được, mang đây nó bập bênh nó đủ. Không đun bếp thì để ở đây cũng được. Cái bình ga này không sợ đâu. Bây giờ có nồi cơm điện này không? Không phải nấu bếp củi. Thế luộc thịt bao giờ chưa? Tự luộc thịt ăn bao giờ chưa? Rồi. Chiều đi ra mua 1-2 bộ quần áo. Ừ. Mua giày, mua dép, mua tất để đi học. Có sẵn rồi kìa. Có giày kìa. Có giày chưa? Đâu xem nào. Có một đôi giày phải không? Giày đây gì? Chị quay còn có 2 đôi giày đúng không? Cái đôi dép này thì còn đi được đâu? Đi được. Cũ rồi. Sao bảo không đi được? Nhưng mà để chú đi ra chú mua cho một đôi mới, một đôi giày mới, một đôi dép mới đi. Ở đưa. Hai bộ quần áo. Có dép rồi. Một tất. À có dép rồi. Có tất, còn có tất không? Có tất không? Có 2 đôi. Có 2 đôi à? Mua lâu chưa? Lâu. 2 đôi lâu lâu lắm rồi. Thế tí nữa mua đôi mới. Tóc, mịt tóc các kiểu. Và sạch sẽ gọn gàng vào. Ăn cơm sau tí nữa chiều chiều chú với cô Dương đưa đi. Đi không chị? Đi không đi. Con chọc xem là được chưa? Chắc là được rồi đấy. Được rồi đấy viện. Bây giờ để đây đi xong là lấy cái đĩa về đây. Con lấy cái đĩa đi. Tắt ga đi. Rồi tắt bếp đi. Đóng ga vào. Nhớ phải đóng ga vào nhé. Sau là lấy cái đĩa vớt ra đi. Xong là có biết thái thịt không đây? À. Có biết thái thịt không đây? Ở đây là quý vị nhiều khán giả rất là thắc mắc vì sao cháu ở một mình mà lại nhiều bát đũa như thế. Đấy. Giải thích cho quý vị biết rằng là trước khi Vi ở một mình thì Vi cũng có bố, cũng có bà, có mẹ. Nhưng mà là bà mất rồi, bố mất rồi, mẹ thì bị tâm thần thì bỏ đi rồi. Nên hiện tại có mỗi mình cháu ở nhà đây. Đồ đạc là toàn từ ngày xưa để lại. Đồ đạc này thì từ ngày xưa đấy. Còn bố, còn mẹ, còn bà thì vẫn còn đồ đạc. Nhưng bây mà giờ bắt đầu mới. Ừ. Đồ chưa hết chưa? Thế thì có nước canh thì tí đổ ra cái bát đấy. Rồi để nó đập ở đâu để tí nó chú thái chưa? Mà cho vị trí trước. Có gia vị gì? Hả? Thế cái nước canh ấy, đấy đúng rồi, cho một tí tí bột canh, cho tí tí mì chính xuống là được. Ít thôi, đừng có nhiều quá nó mặn. Cẩn thận con mèo nó vồ miếng thịt đi bây giờ. May là vồ, tao đập cho. Chắc là nó cũng đói rồi đấy nhỉ. Ừ. Thấy mùi thịt là sướng. Hết mì chính rồi. Trong tủ. Vẫn còn cái gì? Hôm nào chú mua cho một túi to đi, cho dùng đến Tết đi. Đấy cứ cho một tí đấy xuống là được, đừng cho nhiều quá, ngọt quá đấy. Đấy. Quấy đều lên. Xong là đổ ra bát to ấy. Chuẩn bị mâm đi. Đấy. Đi nó chú thái thịt xong là ăn cơm. Mèo tránh ra thì anh cho ăn. Người còn chưa được ăn, mèo đã muốn ăn rồi. Ăn cháu đi. Được. Ok. Tay chú dày nên là không sợ bỏng đâu. Rồi, cho vào mâm đi. Để chú thái thịt cho. Nhồng nhồng. Nhồng nhồng. Thế có chấm nước mắm không? Có nước mắm không? Không. Không chấm rồi. Không chấm sợ nó nhạt quá không? Có đi chấm. Ê, cái đấy chú thái cho nào. Hai chị em ăn cơm đi. Còn có một
bạn của Vi nữa, đến đây chơi, chơi với Vi. Sinh ăn cơm đâu cho Sinh. Vào đây với Vi ăn cơm. Hai chị em ăn cơm cho nó vui. Để cho em ăn một mình như thế là buồn lắm. Bỏng quá, bỏng quá. Bỏng quá trời luôn. Nay trời lạnh quá nên là cháu Hiệp không vào đây sớm được. Chuẩn bị hốc. Mãi trưa mới vào được, cháu lại, cháu Vi lại phải đợi mãi đến bây giờ 12 giờ mới ăn cơm. Đang chuẩn bị ăn cơm. Rút được cơm ra. Đúng rồi. Có chứ. Này cho anh mèo miếng thịt mỡ cho sướng đời. Nó đói còn ăn nước canh. Đói còn húp nước canh luôn, sợ thật. Được miếng thịt sướng đời. Ăn đi ra chỗ khác đi. Đào cơm lên cho mình tính ra. Quá rồi, nhiều cơm thế. Em vừa tắm không? Rồi, được rồi. Cô Dương là nhé. Mèo mèo. Là sao cứ cho bằng đấy nữa nhá. Vừa chưa? Cô Dương là nhất đấy. Cô Dương là nhất à? Cô Dương ở nhà nấu cơm cho chú Hiệp. Nên là cô Dương là cũng khá đảm đang đấy. Lần sau con cho bằng đấy rồi nhá. Lần sau cứ căn tầm đấy. Không là nó nhão con ạ. Lớn rồi phải chủ động, mình phải tự chăm sóc bản thân mình. Thì đang chăm sóc đây. Đây thịt đây. Mỗi tội là vẫn hơi thiếu rau nhỉ, nhưng mà thôi thì hàng ngày ăn rau nhiều quá rồi này, ăn mỗi thịt tôi được. Hàng ngày ăn nhiều rau lắm rồi này, toàn rau là rau thôi. Ăn cơm đi con, ngồi ăn cơm đi, ăn đi, bát đâu, lấy bát đi. Ăn đi, xong là tí rửa bát nhá. Ăn xong tí rửa bát đấy. Cơm nấu mà như thế này chứ nhanh nhỉ, 10 phút đã được nồi cơm. Nấu ít đi. 12 giờ rồi, ăn thì ăn đi. Mời đi, mời Vi, mời các ông bà ăn cơm nhanh lên. Cảm mời các ông bà cô chú ăn cơm. Ờ ăn đi. Chưa chú ăn đi. Ăn đi, ăn đi, chú ăn đâu, chú vừa mới ăn xong. Ăn đi. Cơm. Bạn của Vi. Bạn của Vi sắp chơi. Vi ăn cơm. Ăn đi, ăn đi. Đói rồi. Nãy chú đi vào đây chú ăn rồi, ăn từ lúc 8 giờ rồi. Dành bụng tối phải ăn tiếp. Mai chủ nhật vẫn được nghỉ nhỉ? Ừ, hôm nay thứ bảy mà. Tí nữa ăn cơm xong khoảng tầm 2 giờ chú đưa đi ra ngoài kia mua quần áo. Xin phép bác sĩ trước. Được, tí nữa chú khác nghiên cứu. Ăn thịt đi. Rồi ăn xong rồi, rửa bát đi. Lấy đi. Cái giếng nước này giếng khoan à Vi? Đây à? Cái chỗ kia đi à? Giờ đi ăn xong rửa bát đi. Một cái ăn xong cũng phải rửa. Một cái cũng phải rửa, không được để nhiều. Để nhiều thành thói quen đi. Thế là sau đi lấy chồng là để mâm bát đấy, mẹ chồng nhìn thấy mẹ chồng có chửi cho ấy. Ít nhất cũng phải học hết 12 đi, xong là đi làm mấy năm đi, xong là gặp anh nào yêu thì ta lấy chồng, hay là không lấy chồng, lấy không? À, không có lấy chồng đâu đúng không? Phải đi học đã, học hết 12 đi xong là đi làm, thì một cái việc làm nó ổn định đi. Ở trong này lạnh quá nhỉ. Nhà bếp có bị dột không? Có. Dột à? Ờ, tại vì thấy ngói này, ngói đã này gió to là thổi bay ngói đấy nhỉ. Không. Mưa dột, dột chỗ nào? Có dột ở bếp không? Cũng dột à?
Xung quanh nhà Vi toàn núi thôi nhỉ. Toàn núi là núi này. Toàn cây với cối. Tre rồi là cọ.